Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian qua, chúng tôi rất vui mừng khi tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quan tâm nghe đài và các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của quý thính giả gần xa. Bằng chứng là có rất nhiều bài soạn lời mới được gửi về ban biên tập chương trình. Điều đó là động lực rất lớn để giúp chúng tôi hăng say lao động và sáng tạo. Thời gian qua, ekip Thu Thanh đã liên tục biên tập và cho ra đời những tiết mục mới phục vụ khán thính giả yêu dân ca, yêu chèo. Nổi bật lên trong số đó là những tiết mục được các soạn giả viết về chính mảnh đất quê hương mình hay những con người cụ thể đã để lại những kỷ niệm sâu sắc cho mỗi người. Chỉ là những hình ảnh thân thuộc của làng quê sao mà yêu đến thế. Mỗi một góc cạnh của quê hương, từ những nếp nhà đến những thay đổi đi lên của cuộc sống đô thị hóa cũng được các soạn giả khai thác đưa vào nhạc, vào thơ. Chương trình hôm nay chúng ta cùng thưởng thức một số tiết mục hát chèo với chủ đề Quê hương trong khúc ca chèo. Buổi chiều quê hương tươi đẹp tựa tranh thêu, đồng quê bát ngát xanh ngô luống, ai thả chiền đi một canh diều tươi thắm đi mưa đi mà vân long ơi thắm tươi hồn quê tươi thắm đi mưa đi mà tại
chúng ta vừa ghé thăm quê hương Ninh Bình với một tiết mục do soạn giả Hoàng Ngọc Mai viết lời theo điệu Đào Liễu, bài hát chèo Nỗi Nhớ Vân Long do tốp nữ nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ mời quý vị và các bạn về với đất Hưng Yên để cùng lắng nghe tâm sự của soạn giả Đỗ Xuân Sảng, người con của mảnh đất này. Đây là những dòng nhật ký của ông khi được trở về quê hương sau mấy năm xa quê làm nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc. Trở lại quê hương biết bao thay đổi, những nhà máy, tầm cao của những công trình đã làm cho quê hương phố Hiến xưa biết bao đổi thay. Tuy vậy, những hồ Bán Nguyệt, văn miếu Xích Đằng, vân vân là những hình ảnh quen thuộc gắn với truyền thống bao đời của người dân Hưng Yên. Đã 3 năm nơi chiến hào biên giới, canh giữ đất trời, bảo vệ giang sơn. Hôm nay về với quê hương, biết bao kỷ niệm thân thương lại về. Hưng Yên bao thay đổi, trên khắp quê hương thân vì thương nay trở lại, nay trở lại. Ta ngỡ trong mơ, trong ngày mới. Nơi biên cương nhớ về miền quê xanh đi dần, sóng lúa sen thầm mi nhãn ni lòng, nhớ dòng sông yêu thương, nhớ về Tổ Hiến, nhớ đến Nguyệt Hồ soi bóng hình ai, nhớ em, nhớ người con gái mang truyền thống quê hương. Quăng trước nhiều thay đổi, vì ơi bao nhà mây với anh điện sáng ngời trên đất như quỳnh, đất làm hoài sai sai. Con đi đường 39 vươn tới chân trời, đi vào tương lai màu hoa trái, chào đón xuân xuân sang. Yêu quê hương ta
chung lòng chung sức tiến bước dưới cờ cờ đàng quang vinh xây quê hương muôn vạn yêu dấu ghi nhớ bài học xưa thứ nhất kinh kỳ thứ nhì phổ hiến cho ngày mới rạng rỡ đất đất hưng yên Nghệ sĩ Chu Cường vừa gửi tới chúng ta bài hát chèo Hưng Yên quê mẹ do soạn giả Đỗ Xuân Sảng viết lời theo điệu Đường Trường Thu Không. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Nghĩa Lộ quê em do soạn giả Việt Triều Xuân viết lời, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương hát theo điệu Chinh Phụ. Mùa xuân này anh có vào Nghĩa Lộ kết với làng nghề dệt thổ cầm nhà sàn em quay tơ dệt vải em dệt tình đời em dệt ước mơ ôi đưa nhịp nhàng lắm
nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát chèo Thăm thẳm Giáng Hồ, soạn giả Khúc Hà Linh viết lời theo điệu du xuân qua tiếng hát của nghệ sĩ Đăng Kiên. Thăm thẳm nước hồ đêm xuân, người đã thưa dần bước chân, chân người đã cầu khuya vọng xuống đi. Vắng nghe tiếng gió xào xạc man mát không gian, tưởng như ai đó thầm thì trái nhiều chính chiến đi. Ơi đè hiểm nguy hoang tàn, hồ vẫn trong xanh chắc chiêu muôn mạch nước ngầm lừa dối. Kiến ni chính hồ
thăm y thầm y vô y thường. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng về với quê hương Kinh Bắc để ghé thăm chốn linh thiêng của một ngôi chùa cổ kính. Nơi đây vẫn còn lưu giữ bộ kinh Phật mộc bản cổ đã được UNESCO vinh danh là di sản ký ức thế giới. Đây là di sản đặc biệt và độc đáo, đánh dấu sự ảnh hưởng và lan tỏa của đạo Phật và thiền phái Trúc Lâm trên đất nước ta. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát chèo Vĩnh Nghiêm Kinh Bắc Đức Tỏa Muôn Nhà do soạn giả Mai Văn Lạng viết lời, nghệ sĩ ưu tú Văn Chương và tốp ca trình bày theo điệu Chức Cẩm Hồi Văn. Ai xui đến giáp lục đầu, đức là thôn cổ nhuốm màu, biết xanh sông thương sông lục bao quanh, cô tiên nằm ngủ cây xanh bóng dày. Trời ghi Nam Quốc đất Kinh Bắc đã khoanh, đẹp thay huyện phường nhợn có ngôi chùa Vĩnh Nghiêm, trồng 7 tầng cây bông tụ 5 sắc mây lành. Hòa trong tiếng chuông chùa ngân thanh khiết ly, tiếng y tiếng hát chèo chúng con xin y kính y dâng người, như ngọc sáng ngời tam tổ chúc y lâm y chiến thắng y giặc xâm lăng y, đất nước y thanh y bình y xin giữ đạo hằng cho trăm họ âu ca. Đức liễu tỏa sáng đi muôn nhà, đất đi đất quê mình chùa thiêng, đức liễu tỏa sáng đi muôn nhà, lúc nam sông đi thương đi cùng chảy bên dãy nham biển tươi xanh, nón ba tầm sáng ai sinh, mộc bản đi đường tôn vinh, còn mãi một công trình đức là quê mình mãi thơm mi xanh ơi. Lặng nghe chim ríu rít chuyện cảnh giữa lòng quê hương, lặng nghe
ít đi chuyện cành hoa cung núi kinh suối mỏi trong lành giọt sương mai nghĩa bao đời không phai yên dung nhớ công ai gìn giữ ngôi chùa bao tháng năm dài mộc bản vẫn vẹn nguyên ni ơi khơi trong gạn đi đục đi lưu phiền ván đi ván cảnh chùa hơi trong gạn đi đục đi lưu phiền khách xa thấy lòng thanh thản đi với một niềm thành kính tôn đi nghiêm đi chốn cửa thiền đi không bon chen linh tu bao đời vinh nghiêm giảng lời một nét cổ xưa ơi quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tiết mục hát chèo mới thu thanh với chủ đề quê hương trong khúc ca chèo. Chương trình này do biên tập viên Anh Tú biên soạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm năm qua, cũng như nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc, nghệ thuật hát chèo đã có một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần đối với người dân Việt Nam. Như ngọc càng mài càng sáng, chèo được kế thừa và phát huy từ đời này qua đời khác, phản ánh tâm tư, tình cảm của con người là nhân sinh quan sống đôn hậu, thủy chung cùng nhân dân. Đến hẹn lại lên, phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam kết hợp cùng các hội, nhóm, trang, diễn đàn yêu nghệ thuật chèo trên cả nước, phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc lần thứ tư năm 2018. Chương trình năm nay được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội, số 4 Phùng Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật, 24 và 25 tháng 3 năm 2018. Đăng ký tham gia chương trình, gọi điện trực tiếp về số điện thoại 0123 585 2689 hoặc 0163 698 9433. Hạn cuối đăng ký tham gia chương trình trước ngày 31 tháng 1 năm 2018. Rất mong nhận được sự đăng ký tham gia nhiệt tình của quý thính giả yêu nghệ thuật chèo truyền thống của dân tộc. Giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc, vấn vương câu hát chèo quê.